Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu xe cũ xì. Một mẫu xe mà nó cứng đầu tới mức độ mà hoài không chịu đổi mẫu. Yamaha Jupiter Fi. Và màu sắc hôm nay mình chọn sẽ là màu xám nhám. Một trong những màu mà mấy bạn tìm trong tháng vừa qua nhiều như màu bạc. Tháng vừa qua bán màu xám như màu bạc nhiều. Chiếc này, cái mẫu này mình không nhớ ra mắt hồi năm nào, nhưng mà mình nhớ là cũng khoảng 10 năm rồi đấy. Tới bây giờ là tháng 2 năm 2023 rồi, chưa có sự thay đổi gì hết. Nó chỉ đổi tem qua các năm thôi. Không biết thì 2023 có sự thay đổi gì vào cuối năm hay không thì chưa biết. Nhưng mà có lẽ là Yamaha khá tự tin đối với dòng xe này, cho nên là họ cứ để họ bán hoài. Có lẽ lý do là như vậy. Cũng là vì một phần là chiếc này nó có một nhóm đối tượng khách hàng riêng mà những chiếc xe số hiện tại nó không có. Nó độc quyền á, tức là khi các bạn mua một chiếc xe côn tự động, không phải côn tay, mà giá tầm trung, mà có kiểu dáng thể thao, thì chỉ có chiếc xe này thôi. Tại vì những cái chiếc xe số kia, cái kiểu dáng của nó sẽ không thể thao mạnh mẽ bằng chiếc này. Cho nên là bạn là nằm trong nhóm đối tượng khách hàng mà mình vừa đặt những cái tiêu chí ở phía trên á, thì các bạn sẽ quan tâm tới con này và đẩy con này vào một trong danh sách lựa chọn khi mua xe, đúng không? Chiếc này thì nguyên con của nó màu xám nhám, tem của nó sẽ là màu xanh dương. Chữ Jupiter là tem dán luôn chứ không phải tem nổi. Cái miếng này giống như ngày xưa đi học quá, là cái giấy quỳ tím nó đổi màu. Mình nhớ nó giống như vậy. Nó là một bước chuyển màu từ màu xanh sang màu trắng. Thì hiện tại Jupiter Fi nó sẽ có 4 màu sắc, mà đó là 4 màu nhám: bạc nhám, xám nhám, đỏ nhám và đen nhám. 4 màu. Các bạn đừng kiếm màu xanh GB nữa, đừng kiếm màu đen đỏ bóng nữa, đừng kiếm màu trắng nữa, lâu lắm rồi, ngưng cả 2-3 năm rồi. Đèn xe thì vẫn sử dụng đèn halogen bóng vàng. Thì nhiều khách hàng phản hồi với mình á, là cái đèn này đi trong đường phố nó không sáng bằng đèn LED trắng, nó mờ. Nhưng mà đi đường quê hoặc là đường vắng, đường trời mưa sương mù gì đó thì cái khả năng bám đường của nó khá là ok. Ở dưới này sẽ là đèn xi nhan và đèn mi hình dạng như là sao băng. Cái chỗ nhỏ nhỏ này là đèn mi nè, còn đường dài này là đèn xi nhan. Xi nhan nó sẽ nháy cái bóng dài như vậy. Còn hai cái đèn mi là khi các bạn bật cái đèn pha có ở phía trên á, thì cái đèn mi nó sẽ luôn sáng theo. Cái hộc hóc hóc nhỏ nhỏ ở phía trước á, giống như cái lỗ mũi của con Uku Hover á, thì nó có cái kèn phía trong. Thắng là thắng đĩa hai bê tông. Cái lớp này là lớp có xăm, vỏ con ruột đấy. Vỏ là vỏ Inu nè đó. Cái kích thước của cái lớp này để mình kiếm cho mấy bạn xem là 70-90-17 inch, là cái kích thước của cái lớp trước. Bạn hỏi là chiếc này có cái loại vỏ không ruột hay không? Có, nhưng mà ở ngoài bán. Các bạn mua ở bên ngoài, các bạn tư gắn cho đại lý thì bán là bán theo phụ tùng của xe. Cho nên là các bạn muốn mua vỏ không ruột thì ở ngoài vẫn có. Tại vì chiếc xe của mình á, hôm trước mình đi ăn gian bị hư dọc đường thì mình có thay cái vỏ không ruột, nó bị lúng á. Thì thông qua điều đó thì mình biết là trên thị trường vẫn có sản xuất bình thường thôi. Mặt đồng hồ á, thì bên này sẽ là xăng nè. Rồi đồng hồ kim có logo Yamaha. Ở này là cái nút báo lỗi với lại cái đèn pha ở trên này là N1234. Mặt đồng hồ thì khá là dễ nhìn, đơn giản, hiện đại. Bên này vẫn còn công tắc đèn, nó chưa bị lượt bỏ giống như phim. Tại vì có gam mẫu mới mà bị lượt bỏ, mẫu thì mười mấy năm, mẫu cũ. Cái nút đèn nằm vị trí này vẫn có công tắc đèn, tức là vẫn tắt được đèn bình thường. Xi nhan, kèn và pha cót. Cái kèn của xe thì mình nói rất là nhiều lần, mình rất là thích vị trí đặt kèn của Yamaha nằm ở phía dưới cái đèn xi nhan. Có thể là theo thói quen, hoặc là có thể tại mình thích Yamaha không chịu. Cái chìa khóa là chìa khóa cơ như thế này, hai chìa. Cái lớp dạng áo chỗ này nó khá là gắn chắc và dày dặn ha. Nó dày hơn chiếc Sirius Fi, dày hơn chiếc Sirius, tất nhiên là giá cao hơn mà. 1,643 lít cho 100 cây. Mình không hiểu tại sao ngày xưa nó là chiếc xe đứng đầu Việt Nam với 1,55. Lúc đó là Future chưa có 1,54 nha, lúc đó Future chưa có 1,54, nó đứng đầu Việt Nam. Cái tự nhiên cái đổi màu mới, cái cập nhật lấy số thành 1,6. Có lẽ Yamaha khá trung thực với cái con số này. Về cái cốp xe thì cái cốp xe này nhỏ. Ủa, tính ra không chỉ Yamaha trung thực mà tôi cũng trung thực nữa. Cốp xe nhỏ không có để vượt nó nửa đầu luôn á. Và có phụ tùng để xe nằm trong đó, cái số khung nằm ở đây. Rồi cái kiến của xe thì nó sẽ hình chiếc lá giống như là Exciter. Chế độ bảo hành của xe là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc, đi bất kỳ địa lý nào cũng được. Đây mình sẽ để một cái nón nửa đầu, nguyên nhân có mấy cái thùng bự bự ở đây là ở đây. Đây sẽ có một cái nón nửa đầu màu xanh rêu, xanh quân đội. Chúng ta sẽ bỏ thử. Té té, không vừa, các bạn thấy chưa? Không biết là cái kích thước nón này mình đặt về để cho khách hàng là cái size người lớn thông thường á,
Không biết là cái size nhỏ hơn thì có để vừa hay không, nhưng mà cái size thông thường thì sẽ không để vừa. Chiếc phim để vừa, Sigurd FP để vừa nha. Còn chiếc Jupiter FP thì cái nón nửa đầu để khó, rất khó. Dung tích bình xăng này là khoảng 4 lít, khoảng đó. Chỉ có gác chân của cái chiếc Exeter và Jupiter mới bẻ lên bẻ xuống được như thế này. Nhà máy về đi buộc vậy. Xe này thì con tự động 4 số thông thường thôi, như xe số thông thường. Cân nặng của xe là 103kg, 113,7, 115 phân khối đi, năm sản xuất 2023. Và cái phuộc của xe là phuộc hơi phuộc dầu. Đó. Đây là chiếc xe số duy nhất của nhà Yamaha có được trang bị cái phuộc có bình dầu như thế này. Nó sẽ giảm chấn hơn khi đi qua ổ ga rồi. Còn bên tay ga thì có chiếc NVX. Công suất tối đa của xe này là 7,4kW, 7.000 vòng trên phút, khoảng 9,9 mã lực. Mô men xoắn cực đại là 9,9 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Phanh sau là phanh đùm. Lớp cái vỏ cũng là vỏ Inu, và cái kích thước của cái vỏ sau là 80, 90, 17 inch. Ok ha. Và các bạn lưu ý một điều là cái đuôi sau là cái thứ mà nhiều người chê nhất. Có nhiều bạn khen nha, nhiều bạn nói ủa cái đuôi nó nhọn, nó thể thao như vậy thì phù hợp với cái đầu của xe. Còn nhiều bạn nói tôi chỉ thích cái đầu xe, không thích cái đuôi nhìn xấu, cái đuôi nhìn giống dịch. Nhiều người mà chính người mời ý, mà có người thích xanh thì có người thích đỏ. Đâu có bao quản, đâu có bao hàm hết được. Và cái vẻ của xe này thì mình công nhận là nó dân sình đầy độc. Bạn nào ngồi sau mà chạy qua cái đường mà dũng nước lớn sình gì đó, nhiều khi nó dân hơn đầu luôn, nó bay qua đầu, nó đụng đầu hàng trước luôn á. Mặc dù nó không phải là một dòng xe thể thao quá giống như R15 hay gì bánh bự rồi, nhưng mà sình nó vẫn dân với cái vẻ này. Rất tiếc là xe này không có chắn bùn gì nữa. Và các bạn lưu ý một điều này nè, xe này 115 phân khối nhưng mà máy nó không yếu, nó rất mạnh, mã lực của nó lớn, thậm chí là lớn hơn những chiếc xe 125 phân khối, mạnh hơn, bốc hơn 125 phân khối vẫn có. Ví dụ như chiếc này 115, chiếc Jupiter Phil 115, chiếc Sigurd FE 115, nhưng chiếc này chạy mạnh hơn, bốc hơn. Phải công nhận điều đó. Cái logo này làm bằng gì ta, giống như bằng gian thép sắt gì vậy, tại cái logo thông thường thì nó sẽ 3D nó như thế này, không biết cái nào mắc hơn cái nào. Giá xe tại khu vực Cần Thơ ở thời điểm hiện tại này là 34 triệu đồng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số. Thông tin cửa hàng sẽ dưới phần mô tả, có tên, có vị trí, có địa chỉ, có số điện thoại liên hệ dưới phần mô tả hết nha. Nếu bạn cần mua một chiếc xe tầm trung thể thao mạnh mẽ mà xe côn thông thường thôi, xe số thông thường không phải côn tay, thì mình nghĩ chiếc này cũng là một trong những sự lựa chọn của chúng ta. Chiếc phim thì nó hiền hòa quá. Chiếc này thì mình thấy mấy anh trai thường chạy nhiều, mấy bạn trẻ sinh viên cũng chạy bình thường à. Còn nếu mà các bạn muốn xe gia đình chạy êm ái, vẫn tiết kiệm nhiên liệu, máy móc cũng 115 á, nhưng mà chạy nó hướng về độ êm ái hơn, nó không bốc quá, thì chiếc phim này có thể đáp ứng nhu cầu ở cái cốp xe rộng hơn, kiểu dáng nó trung tính hơn. Rồi, đến đây thì video mình cũng xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt.